Sau khi phóng sanh giải cứu động vật trong tự nhiên một thời gian, con nghĩ ra một cái điều mà hơi bị dị. Bây giờ quý vị nghe thử coi có đúng không nha. Khi mình cứu những cái con mà người ta nuôi nhốt, đúng không ạ? Thì mình tạo điều kiện để người ta cứ nuôi nhốt nó mãi, người ta phát triển nó lên. Nhưng những con nuôi nhốt, cái vai trò nó trong tự nhiên hầu như là không có nhiều. Dạ. Bởi vì giống như những con chó, nó trong nguyên thủy của nó từ xa xưa nó là chó sói, nó đi cân bằng các loài vật khác trong các khu vực đồng cỏ. Nhưng bây giờ nó bị thuần hóa làm thú cưng. Dạ. Nó không còn cái vai trò đó nữa, nên nó ở bên cạnh chúng ta và nó ăn bám chúng ta. Nó có đủ nhiều loại bệnh lắm. Và con rái cá cũng vậy nữa. Đây, con rái cá. Con rái cá này nó đang sống ở trong tự nhiên. Con không muốn biến đổi cho nó thành thú cưng, bởi vì con không biết là mình có thể tồn tại mãi mãi để có thể chăm sóc nó như cha mẹ của nó hay không. Nên con trang bị cho nó kỹ năng sống ngoài thiên nhiên là nó phải đi bơi, nó phải đi bắt cá, nó phải đi tìm tòi khám phá thế giới của nó. Và mọi người thì bảo tồn nó trong tự nhiên, đừng biến đổi nó làm thú cưng. Dạ. Nhìn mấy con chó và học hỏi. Và những cái con vật mà mình nuôi á, nhốt á, mà mình phóng sanh nó ra tự nhiên á, trời ơi, nó không có kỹ năng gì hết, nó vô dụng lắm. Nó ra đó là rồi thuyền bè người ta canh me, người ta vớt bắt nó lại. Bởi vì những con nuôi nhốt nó không có dễ lặn sâu, nó sống ở tầng nước mặt trên á, nên nó dễ bị chích điện chết lắm. Để ý thấy đúng không ạ? Và giải cứu con đó thì đúng là thật là như tạo nghiệp. Mình càng nuôi càng thả đó, thì nó hủy hoại hệ sinh thái, nó ăn hết mấy con cá khác ở ngoài tự nhiên luôn, nó làm mất cân bằng luôn. Bởi vì những con nuôi á, nó ăn tạp ghê lắm, cái gì nó cũng ăn và nó thích ăn cám. Thôi tới đây rồi, đi bơi nè anh em. Tiêu xuống sông bơi với Tiêu. Ủa, cái nước ở đây nó xả ra nước à? À không, không có, người ta đang làm cái đùng tôm à, nên không có xả nước bẩn ra. Hiện tại nước đây không có nước bẩn để xả. Chứ tới lúc mà người ta làm đùng tôm xong rồi á, dạ, bắt đầu người ta bỏ thức ăn tôm rồi, người ta phải lọc nước thay nước hoài á. Thức ăn tôm thì mọi người biết nó dơ lắm. Đó, rái cá xuống nước bơi đó. Chi, bơi theo Tiêu nè. Honey với Funny bơi theo Tiêu nha. Đứa nào không đi theo Tiêu nghỉ chơi luôn. Đi bơi qua cái rừng bên kia kìa. Đi qua kia mình mở bằng ly với nước. Let's go. Đó, Tiêu đâu có bắt nhốt rái cá đâu. Trên YouTube người ta cột đầu rái cá, nhốt rái cá trong chuồng các kiểu luôn á mọi người. Làm như vậy ác. Mà mọi người bắt trước Tiêu thôi. Trời ơi, bắt trước Tiêu giải cứu rái cá để biến làm thú cưng, câu view giật tít cho nó nổi tiếng YouTube đó mà. Cả thế giới đang bắt trước Tiêu luôn á. Từ năm 2014 tới nay, nhưng Tiêu lại không nổi tiếng. Các bạn nổi tiếng bởi vì các bạn có chiêu trò, Tiêu thì không. Các bạn chạy quảng cáo, nhưng Tiêu thì không. Tiêu có sự tự tại trong tự nhiên. Tiêu có thân thể tiến hóa, thoát khỏi bệnh tật, miễn nhiễm với dịch bệnh. Các bạn bắt trước Tiêu như vậy đó. Hãy bắt trước Tiêu như vậy, sống hòa hợp với thiên nhiên và động vật. Đường anh em.